Những loài động vật có tên tiếng Anh cực kỳ ngớ ngẩn. Đầu tiên đó là gorilla, gorilla, gorilla. Đúng vậy, một cái tên bao gồm một chữ lặp lại 3 lần. Dịch ra có nghĩa là khỉ đột, khỉ đột, khỉ đột. Đây là tên của một loài khỉ đột ở phương Tây. Mình không hiểu là cái người mà đặt tên cho loài khỉ đột này nghĩ gì nữa. Trái lại đi đặt tên một chữ xong lại lặp lại 3 lần cả kiểu ngu quá. Thứ hai đó là mountain chicken. Dịch cái tên này ra có nghĩa là gà núi, nhưng thực ra đây lại là một loại ếch ở vùng biển Caribe. Vì chúng rất to và hay được săn bắt để mà lấy thịt nên là người ta gọi nó là gà núi. Thứ ba, slippery dick. Đây là tên của một loài cá thuộc họ bằng chài, mà dịch ra thì có nghĩa là con cừu trơn trượt. Thứ tư, screaming hair armadillo. Con tatu lông lá la hét. Đây là một loài tatu mà có nhiều lông hơn các loài tatu khác, và nó thường có xu hướng la hét hoảng loạn khi mà bị lâm vào tình huống nguy hiểm. Cuối cùng đó là fried egg jellyfish. Dịch ra có nghĩa là sứa trứng rán. Đây là một loài sứa mà thường xuất hiện ở biển Địa Trung Hải của châu Âu. Vẻ bên ngoài của chúng